Sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tích của anh Lâm Anh Đạt, nhân viên giao hàng cho công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm là 24%, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định bắt khẩn cấp ghi phạm Trương Đình Nhạc để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Làm việc với cơ quan chức năng bị can Trương Đình Nhạc, 44 tuổi, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, khai nguyên nhân đánh shipper Lâm Anh Đạt là do nghi ngờ anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ ông. Trong khi đó, shipper Đạt khẳng định trong thời gian ông Nhạc dùng tiếp sắt, vợ dùng ghế đánh thì anh không hề nói gì đến chuyện mất dây chuyền. Đồng thời, shipper Đạt khẳng định tin tiết bị hành hung là vào khoảng 11 giờ trưa ngày 17 tháng 2. Khi anh đến nhà ông Nhạc để giao đơn hàng là hai cây hoa đổ quyên với phí là 230.000 đồng. Trong đó, 200.000 đồng là tiền đơn hàng, 30.000 đồng là tiền ship tuy nhiên ông nhạc không nhận hàng và cũng không đồng ý trả phí giao hàng để hoàn trả về cho người bán sau đó anh đạt bị hai vợ chồng ông nhạc hành hung gãy hai tay